Tiếng Anh siêu dễ Mr. Định xin kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả thân mến, trong giao tiếp tiếng Anh, nếu chỉ có hỏi và đáp, thì cuộc hội thoại sẽ rất thô cứng và nhàm chán. Chính vì vậy, trong lời thoại của người bản xứ, có các từ không mang nghĩa gì cho cuộc hội thoại, mà chúng chỉ như gia vị làm cho cuộc hội thoại thêm phần tự nhiên và thân thiện, cho thấy sự thích thú của người nói và người nghe. Để giúp quý khán thính giả có thể làm được điều này, Mr. Định xin giới thiệu 20 câu giao tiếp đơn giản dùng trong mọi trường hợp giao tiếp hàng ngày sẽ giúp câu giao tiếp của quý khán thính giả tự nhiên và thân thiện. Đầu tiên, xin mời quý khán thính giả đi vào các câu thể hiện bạn thích giao tiếp với người nói. Cụm từ và câu số 1. Oh yes! Ví dụ, ai đó nói với chúng ta, Hello, I'm from Japan theo lẽ thường thì chúng ta chỉ cần trả lời nice to meet you rất vui khi được gặp bạn tuy nhiên người bản xứ sẽ không nói luôn câu nice to meet you mà trước đó có thể dùng cụm từ oh yes nice to meet you chúng ta cùng thực hành lại hello i'm from japan oh yes nice to meet you cụm từ số 2, oh really? Ví dụ, she can cook very well. Cô ấy có thể nấu ăn rất giỏi. Oh really? Is she a chef? Oh really? Is she a chef? Nếu như nghe xong, she can cook very well, chúng ta hỏi luôn, is she a chef? Thì câu giao tiếp nó sẽ rất là thô cứng. Còn nếu như chúng ta thể hiện một sự Thích thú bằng cách lên giọng với cụm từ Oh really? Oh thật ư? Is she a chef? Thì câu giao tiếp sẽ mềm mại và có sự thích thú giao tiếp trong đoạn hội thoại này. Chúng ta cùng thực hành lại. She can cook very well. Oh really? Is she a chef? Cô ấy là đầu bếp sao? Câu số 3 That's interesting. That's interesting. Thật thú vị. Điều đó thật thú vị. Ví dụ, I'm going to France next week. Tuần tới tôi sẽ đi Pháp đấy. Chúng ta sẽ thể hiện sự thích thú của mình khi nghe thông tin đó bằng câu That's interesting. Oh, thật thú vị. How long are you going to stay in France? Bạn sẽ ở Pháp bao lâu? Chúng ta thực hành lại. I'm going to France next week. That's interesting. How long are you going to stay in France? Như vậy, trước khi hỏi câu chính tiếp theo, hãy thêm một phần that's interesting để làm cho câu thêm thi vị. Câu số 4. I didn't know that. Tôi không biết điều đó đấy. I didn't know that. Ví dụ, he gave me a present yesterday. Anh ấy tặng tôi một món quà ngày hôm qua. I didn't know that. Are you happy? Tôi không biết điều đó đấy. Bạn có vui không? I didn't know that. Are you happy? Chúng ta cùng thực hành lại. He gave me a present yesterday. I didn't know that. Are you happy? 5. That's good. Tốt quá. Ví dụ, Tom has arrived here. That's good. Where's he? Tom vừa mới đến đây. Tốt quá. Anh ta đâu rồi? Tom has arrived here. That's good. Where's he? Sáu. How amazing. Thật ngạc nhiên. Ví dụ, I like playing sports. Tôi thích chơi thể thao. How amazing! What sports do you play? Ôi ngạc nhiên quá! Thế anh thích chơi môn thể thao nào? I like playing sports. How amazing! What sports do you play? Trong giao tiếp hàng ngày, khi chúng ta nghe thấy thông tin của người nói đưa ra và chúng ta thể hiện mình đã hiểu rồi. Quý khán thính giả hãy dùng các câu sau đây. Mẫu câu số 7 Oh, ok. Ví dụ khi đi mua sắm, chúng ta được người bán hàng giới thiệu. It's fifty dollars in the sale. The normal price is eighty nine dollars. Giá đã khuyến mại là năm mươi đô la, còn giá thông thường là tám mươi chín đô la. Và chúng ta thể hiện mình đã rõ thông tin này rồi bằng cách Oh, ok, I'll take it. Ồ, oh, được rồi, tôi sẽ mua nó. Chúng ta cùng thực hành lại. It's fifty dollars in the sale. The normal price is eighty-nine dollars. Oh, okay, I'll take it. Tám. Oh, I see. Ồ, oh, tôi thấy rồi ví dụ, the changing room is over there, phòng thay đồ ở đằng kia. Oh, I see. Oh, tôi thấy rồi. Chúng ta cùng thực hành. The changing room is over there. Oh, I see. 9. that's okay. That's okay. Ví dụ, be careful with the light. Hãy cẩn thận với cái bóng đèn. That's okay. I'll be careful. Ổ được rồi. Tôi sẽ cẩn thận. Be careful with the light. That's okay. I'll be careful. Mười. That's fine. That's fine, Vizzle. It takes three hours to go by bus. Đi bằng xe buýt sẽ mất 3 giờ đồng hồ đấy. That's fine. I can go by bus. Oh, cũng được. Tôi có thể đi bằng xe buýt. Chúng ta cùng thực hành lại. It takes three hours to go by bus. That's fine. I can go by bus. Xin mời quý khán thính giả chúng ta sang phần tiếp theo. Các câu nói thể hiện sự thông cảm. Trong giao tiếp hàng ngày, sẽ có những tình huống quý khán thính giả nghe thấy những tin không vui và chúng ta sẽ thể hiện sự thông cảm của mình đối với người nói. Cụm từ số 11. Oh dear. Oh dear. Ví dụ, khi chúng ta nghe thấy ai đó nói I have a really bad code. Tôi bị cảm lạnh chúng ta sẽ thể hiện sự thông cảm của mình bằng cụm từ Oh dear. Sau đó chúng ta sẽ đưa ra lời khuyên. You should see a doctor. Bạn nên đi khám bác sĩ đi. Chúng ta cùng thực hành. I have a really bad cold. Oh dear, you should see a doctor. 12. Cụm từ Poor you. Poor you. Ví dụ I have broken my leg. I have broken my leg. Tôi bị gãy chân. Poor you. Have you seen a doctor yet? Tôi bị gãy chân. Tội nghiệp anh. Anh đã đi khám bác sĩ chưa? Chúng ta cùng thực hành lại. I have broken my leg. Poor you. Have you seen a doctor yet? 13. I'm sorry to hear that. Tôi rất tiếc khi nghe thấy điều đó. I'm sorry to hear that. Ví dụ, he's in hospital. Anh ta đang ở trong bệnh viện. I'm sorry to hear that. What's happened? Tôi rất tiếc khi nghe thấy điều đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta cùng thực hành lại. He's in hospital. I'm sorry to hear that. What's happened? Phần tiếp theo, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng sang các câu nói khi bạn đưa cho ai đó cái gì. 14. Here it is. Đây thưa ông hoặc của bạn đây. Câu này được dùng khi chúng ta được yêu cầu đưa một cái hoặc chúng ta đưa một vật gì đó cho ai. Ví dụ, ở sân bay, Can I see your passport? Tôi có thể xem hộ chiếu của ông không? Và khi đưa hộ chiếu chúng ta sẽ kèm theo lời nói Here it is. Here it is. Chúng ta cùng thực hành. Can I see your passport? Here it is. Mười lăm. Khi chúng ta đưa nhiều vật cùng một lúc cho ai? Here they are. Here they are. Ví dụ, can I see your tickets? Tôi có thể xem vé của các ông không? Here they are. Here they are. Mười sáu. Here you are. Here you are. Được dùng chung khi chúng ta đưa cho ai đó một vật hay nhiều vật. Ví dụ. Could you show me your ID card? Ông có thể cho tôi xem chứng minh thư của ông không? Here you are. Đây thưa ông. Tiếp theo, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng sang các câu bạn khẳng định rằng thông tin mình đưa ra là đúng. 17. Câu that's right. That's right. Đúng rồi. Ví dụ, is there a bank near here? Ở gần đây có một ngân hàng, phải không? That's right. It's over there. Ồ đúng rồi. Nó ở đằng kia kìa. 18. Thay vì dùng that's right, chúng ta có thể dùng that's correct. That's correct. Ví dụ, bữa sáng bắt đầu vào lúc 6 giờ mươi phải không? The breakfast is at 6:30, isn't it? That's correct. Please come on time. Ồ oh, đúng rồi. Hãy đến đúng giờ nhé. Breakfast is at 6:30, isn't it? That's correct. Please come on time. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các câu phản hồi khi chúng ta nghe thấy một ý kiến đề xuất hay gợi ý. 19. That's a good idea. Đó là một ý kiến hay. Ví dụ, I think we should go to the cinema. Tôi nghĩ chúng ta nên đi xem phim. That's a good idea. Ý kiến hay đấy. I think we should go to the cinema. That's a good idea. 20 cùng từ cuối cùng It's up to you Tùy bạn Ví dụ I think we will go this way Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi đường này It's up to you Tùy bạn thôi